Hôm nay mình ghé nông cơ Văn Đô ha, Văn Đô ở Long Khánh ha. Rồi đây cửa hàng, đây có số điện thoại nè. Đó, cửa hàng nông cơ Văn Đô ha. Rồi làm gì anh ơi? Bữa nay bán mấy đào nè? Vậy hả? HI bán cả mấy đào nữa ha. Rồi khu mai 3240, con này chắc mới về quá. L2002. Con đó không mấy anh. Không một nữa. Ôi. Ôi, anh bước ra đi anh. Bước ra nguy hiểm, anh mấy đào mà anh đâu có hiện tiền đùa được. Ở con mấy đào này mấy gì đây? Y02. À 02 à. Nó là 2040 à. Đúng rồi. 040 à. À. Bữa nay có gì mới không giới thiệu giùm anh? Cái này hả? Dạ. Ý là anh bán có cái gì mới không? Mấy đào đúng không? Mấy đào. Rồi, mấy cây. Vô anh, vô, giới thiệu luôn. Rồi, mấy cây L202, anh báo giá cho em con này ạ. 75 triệu. Bữa nay giá có lên không anh? Hôm nay là nó cũng hơi lên chút nữa. À, cái giá lấy nó cao quá mà anh vẫn bán giá cũ à? Ờ, triệu thôi. Dạ, triệu thôi hả? Triệu thôi. Lời ít chút à? Lời ít thôi. À, có hàng bán. Như cái dòng này nó mới hay cũ anh? Cái này cũng đời thường thôi, 2.01. À, 2 câu. À, con mấy đào này anh bán bao nhiêu tiền vậy? Mấy đào bán 150. 150 anh, nó rin hết không anh? Rin hết luôn á. Từ là anh vết à? Ờ, máy Isuzu. Mà nó phủ lên ha? Nó phủ lên. Đâu, em coi ra. IS 4018 Nhật Bản. Xe nâng. Ông đang có khách. Xe lưu. Xe nâng hai bánh à, bao nhiêu mà rẻ? 50 chai. Rẻ dữ vậy? À. Máy xăng hay máy dầu? Xăng. À máy xăng à. Mà có trợ lực. À máy xăng trợ lực à. À. Rồi có gì mới giới thiệu anh? Chúc cô làm rồi à. Xe lưu này sao đây? Xe lưu này 50 giá. Bao nhiêu tấn? 750 kg. 750 kg là hả? Ồ, dữ rồi hả? Rồi kia, mấy cắt bê tông nữa hả? Bê tông. À, con máy tời này cũng bán luôn à? Ờ, bán luôn. À, bô đâu? Bô có sẵn rồi. À, ở đây nữa. Hai lưu nữa. Cái đó có 500 kg rồi. Xong dọn cho nó đẹp anh. Thì mới về thì dạ. Cậu cái gì điện, nè cậu... À, cẩu điện à. Ờ, cẩu điện. Có con chó điện nè. Con chó điện. Chó điện luôn á. Ủa, đây bán luôn à? Bán luôn. À, bữa nay chơi qua hàng này luôn coi. À, cẩu điện hả? À? Nếu dàn cẩu điện này thì bao nhiêu tiền anh? 25 triệu. 25 triệu mà nó cẩu được bao nhiêu tấn? 500 kg. 500 kg hả? Nó vừa nắng vừa cẩu nha. Là nó xài thủy lực với điện hả? À, thủy lực, điện. Dạ, điện đó. Nó bao nhiêu volt? 12. Hả? 12. Có 12 vô nè. Là sạc bình hả? Hay sao? Sạc bình. À. Bình công nghiệp của mình, bình bình thường á. À. Bình dân dụng của mình á. À. Chạo này dễ đánh. À, cái này gì đây? Máy hơi. Bao nhiêu tiền bộ này? 2 triệu rưỡi. Là nó bao nhiêu lít? Không
biết cái động cơ này là 4 ngựa. Dạ. Xe bạc đạn vậy đấy. Con cái 4 ngựa hả? Đâu 4 ngựa hả? Giờ mình đi bán vậy thôi, chứ giờ mình biết sao. À vậy hả? Rồi cái gì nữa? Ủa chắn mấy cây này? M4000. 4000 nè. Chiếc này độc quá anh. Đời nó cổ không? Không đâu. Anh thấy có trợ lực không? Em thấy mấy cuộc thi bên nước ngoài nó hay chạy con này nè. Có trợ lực à? Có khi nào ông cuốc lên chiếc xe AB của em không? Có khi nào ông biết ông cuốc lên xe AB của em không? Cuốc lên đời mày xe mới, mày đang mày chọn xe mới như lý luôn. À. Đúng không? Quan trọng ông có tiền đền không ấy chứ. Không có, tao còn á. Còn kèo nữa nào hả? À vậy hả? Rồi. Cục treo hả? Đây 2003 2843 là hai cầu. Hai cầu. Cục bô. Cục bô. Hai cầu, một cầu IC. Đúng rồi. Hai cầu cục bô. Nếu có hai cầu cục bô đó giờ giá nó nằm khoảng bao nhiêu anh? 90. Số cơ luôn. Cơ, ben cơ luôn. Ben cơ luôn, 28 mã lực em nhìn em biết mà. Đó ben cơ. Khỏi cần nói. Nhìn là biết ngay. Ủa, cái này làm gì anh? Ồ, để về nghỉ điện. À, vậy hả? À, ô, con này có gầu xúc ta. Dễ sợ ta. Con này là của hãng nào đây? Hino. Hắn trước kìa. Hino Moto hả? Hino Moto. Nhớ con này nguyên cả gầu rồi anh bán bao nhiêu tiền? 101 triệu hả? Con này đời cổ quá ha. Con cổ đẹp tiền. Dạ. Mấy chục? Cái gì có 25 triệu. Bao nhiêu ngựa? 21 ngựa. À 21 ngựa mà 25 triệu. Ờ. Tính ra ngựa có triệu bạc. Đúng rồi. Dạ. Hinomoto. Ồ, rin nguyên rin luôn ha. 350 kg ha. Mấy nắp bên hông nó còn không? Có nè, mà thấy chưa đáp nè. À vậy ha. À. Ồ. Nguyên rin vỏ đồ cũng còn ok chứ. Rồi, con này Shibaura turbo luôn hả? Turbo 3000. Bây giờ kiếm 4000 nhiều quá anh. Ờ, hai cầu luôn, bánh lớn luôn. Bánh lớn nó giống 4000 nè. Dạ, bánh 4000 nè. Mâm lớn. Gầu xúc. Dạ, có gầu luôn hả? Có gầu hả? À. Gầu đâu? Để ngoài hả? Để ngoài chưa đã. Rồi, con này 3001 một cầu. 2602 một cầu. Hino 2234. Con kia 2200 là một cầu hả? Một cầu. 1800. Cái con Hino là hai cầu hả? 2304. À 2304. Hino 2304 hai cầu. Với con mà có cầu này Shibaura 3000 hai cầu này thì anh bán khoảng bao nhiêu tiền? 101 triệu hả? À xe vậy đẹp lắm à. À xe này lên đẹp lắm á. Chùi rửa đi bát búng rồi lên là thôi khỏi che á. Thôi ơi cu ta này bán hay để chơi anh? Bán như để ăn à. À, à con này thì bây giờ mình giá ra nhiêu anh? 26 triệu có đuôi. Có đuôi sới luôn hả? Ừ. Rẻ dữ vậy ta. À, lâu gặp cầm muốn cà phê ít vậy anh? Cho phải được 4-500 ngàn vậy cho. Dạ. Khổ mà. Dạ. Khổ mà xe quá trời giàu mà. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Lâu ngày gặp chúc anh. Quan trọng là tình cảm thôi. Dạ, dạ, dạ. Tiền bạc là cái gì. Dạ, dạ, dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Quay này. Dạ, à, con này hả? Dạ. Con này nhiêu tiền? À, 95. 95 triệu. Dù mà không một rưỡi ba máy động cơ ECT nãy chưa? Dạ. Rưỡi á. À. Êm ha. Đừng cái đời mới luôn. Dạ. Đấy rồi. Ý là cái nhông nó còn ngon kìa. Ngon. Nhông nó còn cao kìa. Ô bộ. Ô mẹ bộ xích. Bộ xích quá chất lượng luôn anh ơi. Nó còn mới cốt à. Đây nè cái xương nó còn dày cui nè. Đó. Xương nó dày cui luôn. Con này khá đẹp á, con này mới dọn dọn đúng mức là ngon á. Đi về xã ta.
30S là con này rồi, 015 nè. Ok đó anh, xích đồ này nọ ngon á. Rồi, tạm biệt anh nha. Rồi.